Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới về tách chiết được một số chậu cát. Và hôm nay là cái tổng hợp cho cô chú. Và con sẽ bán combo, một combo với giá tiền là 250.000. Trong đây thì nó có rất là nhiều loại ha. Đây là một số mặt hoa trong cái lô vừa tách nè. Shell Kim Beauty nè. Rồi cây này là cây 330. Cây này là cây 351. Cây này là cây Lizio Dancer. Và cái cây nữa là cây mắt tây ban nha đây, và đây là cái mặt hoa mắt tây ban nha nè. Nói chung là trong cái lô này thì có rất là nhiều mặt hoa khác nhau, và con vừa đã tách chiết và con đã mới chia ra một khóm. Thì trong cái khóm như vậy nó sẽ có hai cái dòng khác nhau ha, rất là đẹp nha cô chú. Đồng giá là 250.000, hai này là hàng thuần đang xuống rễ rồi. Và con sẽ giới thiệu cho các cô chú mình xem cái hình cây của từng loại ha. Đồng giá combo một khóm sẽ có là hai hướng cát khác nhau, 250.000 một hướng. Và đây con sẽ giới thiệu cho các cô chú mình xem cái hình cây của nó. Và đây là cái hương cát mã số 1 cho cô chú. Đây là cây mắt tây ban nha nè, còn cây này là cây Taiwan City. Đây là một cái dòng lai nha. Và nói chung là hàng này là hàng trồng thuần mới vừa tách ra. Cây thì đem đầu xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Đồng giá là 250.000. Một combo như vậy là gồm hai hướng 250. Đây là mắt tây ban nha nè. Đang lên mầm rất lực nha cô chú. Rất là lực luôn á. Mã số là mã số 1 ha. Đang có hai khóm và giá tiền của nó là 250.000 trên mã số 1. 250.000 một combo nha cô chú, mã số là mã số 1. Và kích thước thì nó đang từ gốc tới đầu lá sẽ tầy khoảng có từ 30 tới 35 cm nè. Và bản lá rất là to ha. Đây là một cái dòng combo hai và hoa cát với nhau. Mã số là mã số 1, giá là 250. Tiếp tục là mã combo số 2 nha cô chú. Và cây này là cây một cây cát hàng tem, tên của nó là 497 ha. Mã số là 497, đang lên hai mầm rất là lực luôn nè cô chú. Đang xuống rễ rất là khỏe và hai mầm rất là tốt luôn, rất là lực luôn. Và bên đây thì đây là cái hướng cát mắt tây ban nha ha, hoa màu cam đậm rất là đẹp cô chú. Con tách hướng là để cô chia sẻ giống với cô chú ha. 250.000 một combo như vậy nè. Giá bảo cho cô chú là giá cực kỳ rẻ luôn á. 250.000 một combo, giá rất là mềm ha. Mã số là mã số 2. Combo mã số 2 giá là 250. Giá bao mềm luôn, rất là mềm nha cô chú. Mã số 2. Tiếp tục đây là combo cát mã số 3 nha cô chú. Và bên hướng này á là hướng mắt tây ban nha nè. Còn đây là cây Sinh Phong được lai với cây Taiwan City, mặt hoa là mặt hoa sổ ha. Hai cái đời lai khác nhau. Một cây này là hàng tem mắc tây ban nha, còn đây là cây Sinh Phong được lai với cây Taiwan City. Và giá tiền của cái hướng này là 250.000, mã số là mã số 3 nha cô chú. Có hai hướng mã số là mã số 3. Và kích thước từ gốc lên tới đầu lá sẽ tầm khoảng cỡ hơn 30 cm. Một bên là mắc tây ban nha và một bên là Sinh Phong được lai với cây Taiwan City nha cô chú. Mã số là mã số 3 và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra 250.000 một combo, mã số là mã số 3. Và đây là combo cát mã số 4 nè, nó có hai hướng ha. Và thân của nó rất là mập cô chú, cực kỳ mập luôn á. Đang có hai thân và một mầm nè, kèm theo một số mắt chuẩn bị lên đó. Bên trái của con là mắt tây ban nha và bên phải là cây 497 nha cô chú. Mắt tây ban nha là hàng tem, còn cây 497 là một cái dòng lai và chưa số ha. Và kích thước của nó thì dài tầm khoảng có 30 cm hơn ha. Mã số của giờ này là mã số 4 nha cô chú. Đây là mắt tây ban nha, mã số là mã số 4. Và giá tiền nguyên giờ này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 250.000, mã số 4. Và đây là mã số 5 nha cô chú. Đây là một cái combo cát. Và cái cây bên trái của con đó là cây 215. Và cái này là cây màu đỏ nhung nha cô chú. Màu đỏ cực kỳ đậm luôn và hoa của nó rất là thơm. Bên tay phải của con là mắt tây ban nha ha. Và cái bên tay trái cái tên của nó là Siêu Kim Beauty, mặt hoa màu đỏ rất là đẹp. Và đây là combo mã số 5 nha cô chú, gồm hai hướng. 250.000, giá rẻ bèo nha cô chú, rất là rẻ. 250.000 của chú nào mình chưa có mặt hoa để mình về mình sưu tầm rất là dễ trồng. Mã số là mã số 5 và giá tiền của giờ này bên cửa hàng bên con đang bán ra 250.000 cho mã số 5. Tiếp tục đây là combo cái tiếp theo nha cô chú. Bên tay trái là mắt tây ban nha hoa màu cam và bên tay phải của con là cây 351. Cây này là cây màu vàng lưỡi đỏ nha cô chú, rất là đẹp. Giá tiền của nó là 250.000 một combo, cái hướng rất là lực luôn á. Hai có hai cọng nè nhưng mà nó vẫn có hai mắt bình thường á. Tại vì hai con này là hai cọng đầu nha cô chú, đang lên hai mắt này. Đây là 351 nè. Còn đây là mắt tây ban nha ha. Combo giá là 250, bảo đảm cho cô chú là bao mềm luôn á. Mắt tây ban nha, mã số là mã số 6, giá là 250 combo. Và đây là combo mã số 7 nha cô chú. Ở bên tay trái của con á, cái cây là cây 497, một cái dòng lai. Còn cây bên phải là cây mắt tây ban nha. Bên phải là mắt tây ban nha và cái hàng mắt tây ban nha là hàng chuẩn hoa nha cô chú. Mã số là mã số 7,
combo 250.000 cho mã số 7. Rất là lực của nhau cô chú, thân thủ rất là đẹp. Mã số là mã số 7, giá của nó là 250 thôi cô chú, mã số 7. Tiếp tục đây là combo mã số tiếp theo, đó là mã số 8. Một bên đây là hướng bự, là hướng mắt tây ban nha nè, còn đây là hướng 497 nha cô chú, 497 lên hai mầm rất là khỏe nè. Combo này là mã số 8, giá của nó là 250.000 cho mã số 8. Các tổng hợp nha cô chú, combo mã số 8 giá là 250, rất là nhiều thân luôn. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 9 nè. Và cái hướng này là hướng mắt tây ban nha, đang bung hai mầm rất là lực nè cô chú. Và cái hướng này đây là cái hướng đầu nó đang lên là tầm khoảng có 4 mầm luôn á. Mỗi thân lên tầm khoảng 2 mầm, mắt chính và mắt phụ. Giá tiền của nghèo này thì bên cửa hàng mình qua đang bán ra là 250.000 một combo nha cô chú. Và trong đây thì nó có rất là nhiều màu hoa đẹp trộn lẫn dưới đây. Mã số là mã số 10 nha. Và giá tiền của nó là 250.000. Đây là các sổ mã số 10. Xin lỗi chú, con bị nhầm, đây là mã số 9 nha cô chú. Đây là mắt tây ban nha và cương cát 329, mã số là mã số 9, giá là 250.000. Mã số 9 nha cô chú, không phải mã 10. Đây là mã 9. Tiếp tục đây là combo cát mã số 10 nha cô chú. Ở phía tay trái của con nó là mắt tây ban nha nè, bên phía tay phải là cây 497 ha. Và hai thằng này thì đang bắt đầu luôn lên mầm rất là khỏe và đều đã xuống rễ rất là tốt rồi. Mình về mình trồng một chỗ nó sẽ rất là mau bám rễ nha cô chú. Hàng này là hàng trồng thuần tại vườn con. Và trong đây thì nó có rất là nhiều mặt hoa đẹp khác nhau. Mã số của combo cát này là mã số 10 ha. Cô chú nhìn nè, mầm đang lên rất là khỏe luôn á. Và giá tiền của nó là 250, mã số 10. Tiếp tục đây là mã số 11 nha cô chú. Đây là combo cát mắt tây ban nha và cây này là cây 351. Nó là một cái dòng cát liêu. Và cái mặt hoa nó là mặt hoa sổ nha cô chú. Và cái mặt hoa này thường là sẽ ra mặt hoa một vàng lưỡi đỏ. Và tùy theo cái cánh nó sẽ có sọc hay không ta. Mã số là mã số 11, giá là 250. Đây là combo cát nha cô chú. Giá cực kỳ mềm luôn, giá bánh bèo luôn. Giá rất là mềm. Mã số là mã số 11, giá là 250. Tiếp tục đây là mã số 12 nha cô chú. Bên tay trái của con nó là cây Lee Siêu Dancer, bên tay phải là cây mắt tây ban nha. Và hai cái mặt hoa này nó rất là giống nhau. Một điểm là hoa của nó rất là to, và còn một điểm khác là hoa của nó cực kỳ thơm cô chú, rất là thơm. Khuôn hoa là khuôn hoa cánh tròn và cánh nó bầu rất là đẹp luôn. Cánh nó chồng vào nhau rất là đẹp ha. Đây là mắt tây ban nha và cây Lee Siêu Dancer. Giá tiền của nó là 250.000. Và mã số là mã số 12 nha. 250.000 cho mã 12. Rất là đẹp nha cô chú, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Và cô chú mình mua hàng thì mình xem kỹ cái clip của con nha, tại vì cô chú mình hỏi lại thì cô cũng không nhớ nổi đâu. Và mã số là mã số 13. Rất là đẹp nha cô chú. Đây là cây mắt tây ban nha và cái mặt hoa này là mặt hoa 497 à. Hàng này là hàng chuẩn 97. Giá tiền của nó là 250, mã số là mã số 13. Và combo cát này thì bên cửa hàng mình còn đang bán ra với giá rất là mềm rồi. Nếu các cô chú mình thích á thì mình cứ nhanh tay sưu tầm á, tại vì cũng không tách nhiều nữa. Mã số là mã số 13 nha cô chú. Giá của nó là 250 cho mã 13, mắt tây ban nha và cái cây 497. Tiếp tục đây là combo cát mã số 14 nha cô chú. Đây là cây 351, cái này là cây liêu lai nè, và mặt hoa là mặt hoa màu vàng đỏ ha. Combo của chú, giá của nó là 250.000. Một combo như vậy 250.000 nha cô chú, mặt hoa rất là đẹp. Mã số của nó là mã số 14, giá là 250. Và đây là mã số 15 nha cô chú, đây là cây Win Min Cát và cái mặt hoa này. Đây là mặt hoa của cây mình coi cái tên đi coi. Win Min Cát thì cây 497 nha cô chú, đây là combo. Và mã số của cái hướng này đó là mã số 15. Và giá tiền của hướng này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra đồng giá 250.000 nha cô chú. 250.000, giá cực kỳ mềm luôn. Đây là combo cát mã số 15. Và đây là combo cát mã cuối cùng nè. Đây là cây Win Min Cát nè. Hoa là hoa màu hồng, hoa to nha cô chú. Còn cây này là cây mắt tây ban nha, hoa của nó là hoa màu cam. Và hoa rất là đậm luôn á. Hai mặt hoa rất là đẹp. Và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 250.000 một combo nha cô chú. Và mã số của cái hướng này đó là mã số 16 ha. Rất là đẹp nha cô chú, rất là nhiều mặt hoa khác nhau luôn á. Đây là mặt hoa Zill Dancer nè, nói chung là nhiều mặt hoa khác nhau. Đây là mặt hoa của cây 351 nè, đây là mặt hoa của cây BH330 nè, đây là mặt hoa của cây CEO Kim Beauty, đây là cây
một cái dòng lai và cái bọc hoa rất là thơm nha cô chú. Mã số của nó là mã số 331, rất là đẹp nha cô chú. Còn đây là cái mặt hoa mắc Tây Ban Nha nè, rất là đẹp.